Kinh Trừ Ca Chướng Bồ Tát Sở Vấn, quyển 17. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì khéo nhận biết được Thắng Nghĩa Đế. 10 pháp ấy là những gì? 1. Thành tựu pháp không sinh. 2. Thành tựu pháp không diệt. 3. Thành tựu pháp không hoại. 4. Thành tựu pháp không ra không vào. 5. Thành tựu cảnh giới vượt khỏi ngôn ngữ. 6. Thành tựu pháp không giảng giải. 7. Thành tựu pháp không hí luận. 8. Thành tựu pháp không thể nêu bày. 9. Thành tựu pháp vắng lặng. 10. Thành tựu pháp bậc thánh. Vì sao, này Tiện Nam, vì lý của Thắng Nghĩa Đế vốn không thể hủy hoại. Phật có ra đời hay không ra đời, lý ấy vẫn là như vậy, không sinh, không diệt, không ra, không vào, không thể nêu bày bằng văn tự, không thể giảng giải, biểu thị bằng văn tự, rời xa mọi hí luận thủ chứng. Này Tiện Nam, Thắng Nghĩa Đế ấy trong suốt vắng lặng, không thể nói bàn, chỉ những bậc thánh tự chứng đắc từ bên trong. Lại nữa, này Thiện Nam, Thắng Nghĩa Đế ấy hoặc Phật ra đời hoặc Phật không ra đời vốn không bị hủy hoại. Từ ý nghĩa đó, nếu có Thiện Nam khởi tâm chánh tín, xuất gia thanh tịnh, cạo bỏ râu tóc, khoác ca sa, đã xuất gia rồi, luôn siêng năng tinh tấn tu tập các hạnh thiện như đầu che lụa, vải cứu lửa cháy, cầu pháp cũng như thế. Này Thiện Nam, nếu không đạt được pháp Thắng Nghĩa Đế thì kết quả của sự tu phạm hạnh là hư vọng, không lợi lạc. Dù Như Lai có ra đời cũng chẳng tạo được lợi ích. Vì vậy, này Thiện Nam, nếu đạt được Thắng Nghĩa Đế thì gọi là Bồ Tát hiểu rõ về Thắng Nghĩa. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức khéo nhận biết về Thắng Nghĩa Đế. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức khéo nhận biết về duyên sinh. 10 pháp ấy là những gì? 1. Nhận biết các pháp là không. 2. Nhận biết các pháp là không thực có. 3. Nhận biết các pháp là không chân thật. 4. Nhận biết các giống như hình tượng. 5. Nhận biết các pháp như hình bóng. 6. Nhận biết các pháp như tiếng vang. 7. Nhận biết các pháp như huyễn. 8. Nhận biết các pháp là không tồn tại. 9. Nhận biết các pháp luôn chuyển động. 10. Nhận biết các pháp đều từ duyên sinh. Bồ Tát suy nghĩ thế này, các pháp như vậy là không, là không sở hữu, là không chân thật, là như ảnh tượng, là hình bóng, là huyễn ảo, không tồn tại lâu, luôn chuyển động, là do duyên sinh. Tôi biết rõ các pháp có sinh ra nhất định không tồn tại lâu dài, mà nhanh chóng bị hủy hoại, nhưng cũng tạo lập pháp về sinh, về diệt, về trụ. Lại suy nghĩ kỹ các pháp như vậy từ nguyên nhân nào sinh, từ nguyên nhân nào diệt. Suy nghĩ như thế rồi, liền biết pháp ấy từ vô minh sinh ra, nhưng vô minh mà có, do vô minh làm kẻ dẫn đường đi trước. Hết thảy đều nương ở vô minh, nương vào vô minh đến các hành phát sinh, dựa vào hành nên có thức, do có thức mà có danh sắc nên có xấu xứ, có xấu xứ nên xúc sinh ra, do có xúc nên thọ sinh ra, do thọ làm nhân, kẻ ngu phu sinh ra ái. Ái thúc bách nên khởi ra thủ. Từ có thủ trói buộc nên có hữu, do có hữu mà có sinh nên có lão nên các chúng sinh, sĩ phu đều chết, vì có chết nên lo buồn, khổ não, sầu than. Như thế nên có khối khổ lớn được nhóm chứa, vì thế những người có trí tuệ là phải siêng năng gắng sức, dứt trừ vô minh, phá trừ vô minh, nhổ gốc rễ của vô minh, tiêu diệt pháp vô minh. Do vô minh bị diệt, tức có thể diệt trừ pháp nương tựa vào chỗ không có trí tuệ. Ví như mạng căn bị diệt rồi, thì các căn khác cũng bị diệt. Vô minh diệt rồi, các pháp dựa vào chỗ không có trí tuệ đều bị tiêu diệt. Cũng là như thế, vì sao? Vì không có vô trí nên không sự tích tập của hết thảy các phiền não, không chuyển đến các đường ác, tức có thể dứt trừ nguyên nhân của sinh tử gần với Niết Bàn. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy tức khéo nhận biết về duyên sinh. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể tự biểu, tự hiểu rõ 10 pháp ấy là những gì. Một, Bồ Tát khéo tự quan sát mình. Này thân ta từ tộc họ nào sinh ra? Ba La Môn, Sắc Đế Lợi, Trụ Giả.
hay tộc họ cao quý, giàu sang hoặc thuộc đẳng cấp thấp kém. Nếu sinh ra nơi dòng họ cao quý, giàu sang, ta không nên dựa vào đấy để sinh kiêu ngạo. Nếu như sinh từ đẳng cấp thấp kém, thì suy nghĩ thế này. Do từ xưa ta tạo ra các nghiệp không tốt, nên phải sinh vào dòng giỏi như thế. Từ nhân duyên đó nên chán lìa thế gian, do chán lìa nên tìm cầu xuất gia. 2. Bồ Tát đã xuất gia rồi, nên quán sát. Nay ta vì ý nghĩa gì mà cầu xuất gia? Bèn tự suy xét, xuất gia tức có thể tự độ được mình và khiến kẻ khác cũng được độ. Tự mình giải thoát rồi, cũng khiến kẻ khác đều được giải thoát. Vì duyên cơ ấy đến cuối cùng, không sinh trễ nải lùi biến. 3. Bồ Tát quan sát thế này, nay ta xuất gia nên dứt trừ tất cả tội, diệt trừ hết sạch những pháp bất thiện. Nếu đã đoạn các pháp bất thiện, tất sẽ hoan hỷ, vui thích. Còn như chưa dứt trừ hết chúng thì phải gắng sức mau chóng làm cho dứt trừ. 4. Bồ Tát quan sát thế này, ta nay xuất gia phải nên gia tăng tu tập rộng rãi các pháp thiện. Nếu đã phát triển rộng lớn các pháp thiện thì tâm được vui mừng thích thú. Còn nếu chưa gia tăng tu tập pháp thiện thì phải gắng sức nhanh chóng khiến chúng tăng trưởng. 5. Bồ Tát quan sát, nếu ta nương tựa vào bậc tôn sư, tức có thể tăng trưởng tất cả pháp thiện, diệt trừ tất cả các pháp bất thiện. Từ nhân duyên đó ở chỗ các vị thân giáo sư, hòa thượng, không lấy việc nghe ít hay nghe nhiều, có trí tuệ, không có trí tuệ, giữ giới hay phá giới, mà phải nên giấy khởi tưởng về bậc đại sư là Phật, nơi bậc thầy tôn kính kia. Luôn yêu thích, tôn tinh kính, tôn trọng, phụng sự. Đối với bậc thầy, khuôn phép mẫu mực A-sa-lê cũng giống như trên, là luôn tôn trọng, cung kính. 6. Bồ Tát quan sát, nếu ta do nương nhờ đến bậc thầy khuôn phép mẫu mực rồi, đối với các pháp Bồ Đề Phần, nếu chưa viên mãn thì có thể thành tựu trọn vẹn. Đối với những phiền não chưa dứt trừ thì có thể dứt trừ tất cả. Cho nên ở chỗ các bậc thầy mẫu mực khuôn phép phải hết lòng cung kính phụng sự, như tưởng nghĩ về bậc thân giáo sư hòa thượng, tâm rất vui mừng. Bậc thầy đáng kính kia tất dùng chánh đạo và các pháp thiện để thâu nhận ta, không dùng tà đạo, pháp bất thiện để thu phục. 7. Bồ Tát quán sát, ai là thầy ta, liền suy xét kỹ. Tất cả những bậc có trí tuệ đều là thầy lớn của ta. Người có hiểu biết rõ về tất cả, yêu thương thế gian, khởi tâm đại bi, làm ruộng phước lớn, có thể là bậc thầy của cả hàng trời người Atula. Do duyên cớ ấy nên tâm rất vui mừng, sung sướng. Lại suy nghĩ, nếu Đức Phật Thế Tôn là bậc đại sư của ta, thì ta được thực sự được lợi ích tốt đẹp lớn lao. Như Phật Thế Tôn kiến lập việc học đạo, ta sẽ suốt đời vâng theo lời dạy mà tu học, như chỗ đã lãnh hội, theo đó chuyển đổi suốt đời không lỗi lầm. 8. Bồ Tát suy nghĩ, ta nên tìm đến những ai để khất thực. Quan sát khắp cả, ta thấy nên đi đến từ nhà Bà La Môn, Sát Đế Lợi cho tới nhà của Thú Dân để khất thực, khiến cho người bố thí, thức ăn đạt được phước báo lớn, thành tựu được nghĩa lợi lớn, đầy đủ uy đức lớn. Vì muốn cho mọi người đạt được quả nên ta tuần tự khất thực như thế. 9. Bồ Tát suy nghĩ, các hàng Bà La Môn, Sát Đế Lợi, vì nghĩ tưởng về gì mà cho ta thức ăn? Suy xét kỹ thì hàng Bà La Môn, Sát Đế Lợi kia chắc nghĩ, ta là Sa Môn, là Bí Xô, là ruộng phước, nên cho ta thức ăn. Ta nay nên phải tích lũy cho nhóm công đức tu hành của hàng Sa Môn, công đức của hàng Bí Xô, công đức của ruộng phước. 10. Bồ Tát suy nghĩ, ta làm thế nào để có thể lìa khỏi sinh tử từ vô thủy? Suy gẫm quán sát như thế, một là ta thành tựu được hình tướng Bí Xô, đây là điều thứ nhất, để lìa bỏ sinh tử. Hai là ta đã thành tựu các công đức hiện có của bậc Bí Xô, đây là điều thứ hai để lìa bỏ sinh tử. Ba là ta có thể phát khởi tinh tấn
lìa bỏ biến trễ, tu tập các hạnh thiện, chứng ngộ pháp tánh. Đây là điều thứ ba để lìa bỏ sinh tử. 4 là tu tập khắp các hạnh cho đến thành Phật hóa độ hữu tình. Đây là điều thứ tư để lìa khỏi sinh tử. Bồ Tát nếu có thể quan sát kỹ và luôn quan sát thì đó gọi là khéo tự mình hiểu biết rõ. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy tức đạt khéo tự mình hiểu biết rõ ràng. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây sẽ đạt khéo biết rõ về thế gian. 10 pháp ấy là những gì? 1. Thấy kẻ cao ngạo thì nên tự khiêm tốn. 2. Thấy kẻ ngã mạn thì nên xa lìa kiêu mãn. 3. Thấy kẻ vô nịnh dối trá, mình nên hiện bày ngay thẳng. 4. Thấy kẻ nói dối thì ta nên nói lời chân thật. 5. Thấy kẻ nói lời xấu ác, nên vì người đó mà dùng lời hòa ái. 6. Thấy kẻ hung bạo thì ta nên hiện tướng hiền hòa. 7. Thấy kẻ giận dữ thì mình nên nhẫn nhục. 8. Thấy kẻ độc ác mưu hại thì ta nên khởi tâm từ bi. 9. Thấy kẻ khổ não nên khởi tâm thương xót. 10. Thấy kẻ keo kiệt bủng xỉn thì nên hành hạnh bố thí. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy tức sẽ khéo rõ biết về thế gian. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây sẽ được sinh vào các cõi Phật thanh tịnh. 10 pháp ấy là những gì? 1. Gồm đủ hành giới thanh tịnh, không dứt mất, không xen tạp, thành tựu giới hạnh không cấu nhiễm. 2. Thực hiện tâm bình đẳng, vì tất cả hữu tình tạo nên những phương tiện bình đẳng. 3. Thành tựu những căn lành rộng lớn, không thiếu, không ít. 4. Xa lìa những thứ danh tiếng, lợi dưỡng của thế gian, cũng không cấu nhiễm vướng mắc. 5. Đầy đủ sự tin tưởng trong sạch, không có tâm nghi ngờ. 6. Phát khởi sự siêng năng tinh thần, lìa bỏ biến lười. 7. Tu tập đầy đủ về thiền định, không để tâm tán loạn. 8. Tu tập hạnh đa văn mà không có trí tuệ xấu ác. 9. Căn tánh lanh lợi, trí tuệ nhạy bén, không tối tâm, chậm lục. 10. Rộng rãi thi hành hạnh từ bi, không có tâm làm tổn hại. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp như thế, liền được sinh đến những cõi Phật thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát được cái chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn. Vì sao nói tu tập đủ 10 pháp mới có thể được sinh vào cõi Phật? Nếu tu tập một pháp không thiếu sót, có được sinh nơi cõi Phật không? Phật nói, này thiện nam, nếu tu một pháp môn không dứt đoạn, không thiếu sót, không xen tạp, không nhiễm ô, thanh tịnh hoàn toàn, tức có thể thành tựu các pháp hạnh khác. Này thiện nam, trong ý nghĩa ấy, nếu có thể tu tập các pháp không thiếu, không sót, sẽ được sinh nơi cõi Phật, chắc chắn không nghi ngờ. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp thì không sinh theo nẻo bào thai cấu nhiễm. 10 pháp ấy là những gì? 1. Tu tập đối trị theo hình tượng của Như Lai. 2. Sửa chữa làm lành, sửa chữa làm trang nghiêm những tháp miếu bị hư hoại. 3. Dùng loại hương phi diệu, sơn quét lên bảo tháp của Như Lai. 4. Dùng nước thơm tinh khiết để tắm rửa tượng Phật. 5. Tô bồi, trang trí, rảy nước quét dọn nền đất nơi bảo tháp Như Lai. Sáu, cung kính tôn thờ cha mẹ. Bảy, cung kính tôn thờ vị thầy, mẫu mực, khuôn phép, vị hòa thượng cùng những người đồng tu phạm hạnh. Tám, tuy hành hóa như thế nhưng không mong cầu. Chín, đem những căn lành hiện có ấy để hồi hướng. Nguyện dùng những điều tiện ấy làm cho tất cả hữu tình không sinh theo nẻo bào thai cấu nhiễm. Mười, tâm trí sâu xa bền vững. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy sẽ không sinh theo đường bào thai cấu nhiễm. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, thì tuy ở tại gia, nhưng là người xuất gia, 10 pháp ấy là những gì? 1. Đạt không chỗ chấp giữ. 2.
không ở nơi tạp loạn. 3. Từ bỏ các cảnh. 4. Xa lìa những ái chấp nơi các cảnh. 5. Không bị cấu nhiễm nơi các lỗi lầm hiện có của những cảnh. 6. Đối với những pháp môn tu học do Như Lai đã nêu dạy, nên cung kính tu tập, gia tăng sự gắng sức không chán. 7. Tuy có được một ít thức ăn uống, y phục ngoạ cụ thuốc men, nhưng tâm thường vui cho là đủ. 8. Tuy chỗ có được về ứng khí, đi bỏ tâm chấp giữ. 9. Chán lìa các cảnh, thường sinh lo sợ. 10. Thường siêng năng tu tập, khiến tịch tỉnh luôn hiện ra trước. Nay thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy liền đạt sự xuất gia nơi tại gia. Kinh Trừ Cá Chướng Bồ Tát Sở Vấn Quyển 18. Lại nữa này thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây sẽ đạt nếp sống trong sạch. 10 pháp ấy là những gì? 1. Lìa bỏ sự vua nịnh nhằm mưu cầu lợi dưỡng. 2. Xa lìa tâm vì mưu cầu lợi dưỡng nên giả hiện các hình tướng. 3. Lìa bỏ tâm vì mưu cầu lợi dưỡng nên nói lời hư vọng, xúi dục, dụ dẫn. 4. Lìa bỏ tâm cầu tìm những lợi dưỡng xấu ác. 5. Lìa bỏ những lợi dưỡng phi pháp. 6. Lìa bỏ những lợi dưỡng không trong sạch. 7. Không tham đắm vướng mắc nơi lợi dưỡng. 8. Không bị ái nhiễm theo lợi dưỡng. 9. Không vì lợi dưỡng mà sinh tâm bức rứt khổ não. 10. Đạt được lợi dưỡng đúng như pháp, nên vui mừng cho là đủ. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát có thể xa lìa sự vô định để cầu lợi dưỡng? Đó là Bồ Tát không vì cầu lợi dưỡng mà thân thể, lời nói, tâm ý, làm những điều vô định tà vậy. Thân không làm chuyện vô định, Bồ Tát nếu thấy người bố thí hoặc hỗ trợ việc bố thí mà không cố ý tỏ ra, có oai nghi, thư thả ung dung, bước đi từng bước ngay ngắn, mắt nhìn thẳng phía trước, hoặc có tâm chán trong những điều xấu ác, hay tạo sự vắng lặng không nhìn rõ, đó gọi là thân không làm điều vô nịnh. Lời nói không vô nịnh, Bồ Tát không vì duyên cớ lợi dưỡng mà nói năng hòa nhã từ tốn, nói lời dịu dàng yêu thích, hay nói lời thuận theo. Đó là lời nói không vô nịnh. Tâm ý không vô nịnh. Bồ Tát thấy người bố thí và người phụ giúp bố thí khi đem lợi dưỡng đến với sự sống, mà không nói năng hay hiện bày vẻ thiểu dục, không khởi tâm tham ái, bên trong nhầm, hủy diệt nỗi khổ sở bức bách. Đó gọi là tâm ý không vô nịnh. Như thế gọi là Bồ Tát khéo có thể xa lìa sự vô định để cầu lợi dưỡng. Sao gọi là khéo có thể lìa bỏ tâm vì lợi dưỡng, nên giải hiện các hình tướng? Đó là nếu Bồ Tát tuy vì y phục, đồ ứng khí, thuốc men, trị bệnh và những vật dụng cần thiết khác thúc bách, nhân đó có thể giả hiện sự hư dối, nhưng rốt cuộc không bày lời cầu xin thí chủ và người trợ giúp bố thí. Đó là Bồ Tát khéo có thể xa lìa tâm vì lợi dưỡng, nên giải hiện các hình tướng. Thế nào là khéo có thể xa lìa tâm vì lợi dưỡng nên nói lời hư vọng, xúi dục, dụ dẫn? Tức là nếu Bồ Tát thấy người bố thí hay người giúp đỡ việc bố thí không nói những lời ông tên gì đó là thí chủ, mang những vật đó lại đem cho tôi, vì tôi là người giữ giới, nghe nhiều, hiểu rộng, ít ham muốn, biết đủ, do đấy đã đem vô số những vật dụng riêng bố thí cho tôi. Cũng vì đấy mà khởi tâm thương xót, tạo nhiều lợi ích để thu phục người ấy, nên mới thọ nhận. Đó gọi là Bồ Tát khéo có thể xa lìa tâm vì lợi dưỡng để nói lời hư giả, xúi dục, dẫn dụ. Thế nào là khéo có thể xa lìa sự cầu tìm lợi dưỡng xấu ác? Đó là Bồ Tát không vì cầu lợi dưỡng mà thân tâm làm điều xấu ác. Thân làm điều xấu ác là lăng xăng, lui tới để tranh giành, trải bao gian khó, phá bỏ tịnh giới. Tâm làm điều xấu ác là vì lợi dưỡng, nên khi thấy người đồng tu phạm hạnh có được lợi dưỡng rồi, thì đối với người ấy sinh tâm gây tổn hại. Đó gọi là Bồ Tát khéo có thể xa lìa sự mong cầu lợi dưỡng xấu ác.
Thế nào là khéo có thể xa lìa những lợi dưỡng phi pháp? Đó là Bồ Tát không dối gạt. Khi làm công việc cân đông, kẻ khác có tin tưởng giao gửi vật gì cũng không chiếm lấy, cũng không gian ác để tích chứa các của cải lộc lợi lộc. Đó gọi là Bồ Tát khéo có thể xa lìa lợi dưỡng phi pháp. Thế nào là khéo có thể xa lìa những lợi dưỡng không thanh tịnh? Tức là nếu Bồ Tát đối với những lợi dưỡng hoặc ở nơi tháp, hoặc của pháp, hoặc của tăng, những vật dụng ấy không cho, không hứa thì Bồ Tát thảy đều không nhận. Đó gọi là Bồ Tát khéo có thể xa lìa những lợi dưỡng không thanh tịnh. Thế nào là không tham đắm vướng mắc nơi lợi dưỡng? Tức là nếu Bồ Tát tuy được lợi dưỡng, nhưng không tự xem là hoàn toàn phụ thuộc về mình, cũng không tự cho là mình giàu đủ, lại không tích chứa mà nên bố thí khắp cho các vị sa môn bà la môn khác, cùng cha mẹ, bà con, bạn bè, người quen biết, hoặc cứ theo đúng thời mà thọ dụng. Đó là Bồ Tát không tham đắm vướng mắc nơi lợi dưỡng. Thế nào là không ái nhiễm theo lợi dưỡng? Tức là nếu Bồ Tát tuy được thọ dụng lợi dưỡng, nhưng không sinh tâm ái nhiễm, đó gọi là Bồ Tát không ái nhiễm theo lợi dưỡng. Thế nào là không vì lợi dưỡng mà sinh tâm khổ? Nghĩa là nếu Bồ Tát khi không có được lợi dưỡng, tâm không sinh khổ, cũng không thấy bị bức bách đau buồn. Đối với người bố thí hay người trợ giúp bố thí, không đi tâm oán ghét hay từ bỏ, đó gọi là Bồ Tát không vì lợi dưỡng mà sinh tâm khổ não bức bách. Thế nào là được lợi dưỡng đúng như pháp nên sinh tâm vui đủ? Tức là Bồ Tát hoặc theo chúng tăng lần lượt nhận được lợi dưỡng đúng như pháp, đúng lúc, Như Lai thuận cho, chúng Bồ Tát không quả trách, các bậc thánh hiền khen ngợi, người cùng tu phạm hạnh không chê bỏ thọ dụng như thế xong, sinh tâm vui mừng cho là đủ. Đó là Bồ Tát được lợi dưỡng đúng như pháp nên sinh vui vẻ cho là đủ. Nay thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy liền đạt được nếp sống trong sạch. Lại nữa, này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì tâm không lười mỏi. 10 pháp ấy là những gì? 1. Vì tạo lợi ích cho các hữu tình nên ở lâu trong cõi sinh tử mà không lười mỏi. 2. Vì muốn tạo lợi ích cho hữu tình nên thọ nhận khổ nơi sinh tử mà không lười mỏi. 3. Vì các hữu tình tạo mọi lợi ích mà không lười mỏi. 4. Tạo ra các nghiệp tiện cho các hữu tình không lười mỏi. 5. Vì đối với các hữu tình tạo các nghiệp mà không lười mỏi. 6. Vì người cầu quả vị thanh văn nên giảng nói đạo pháp ấy mà không lười mỏi. 7. Đối với người tu tập quả vị thanh văn, không nên ở trước người đó nói là không tin pháp ấy. 8. Thành tựu được các pháp bồ đề phần mà không lười mỏi. 9. Gồm đủ hành trang của sự giác ngộ mà không lười mỏi. 10. Không thủ chứng Niết Bàn, không khởi tâm hướng về sự vui thích của Niết Bàn. Bồ Tát do nhân duyên đó nên có thể hướng về Bồ Đề, dần dần đến gần Bồ Đề, chứng đắc quả vị Bồ Đề. Này thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức tâm không lười mỏi. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể hành trì tất cả lời dạy của Như Lai. 10 pháp ấy là những gì? 1. Siêng năng tu tập hạnh không buông lung, lìa bỏ mọi phóng dật. 2. Đầy đủ oai nghi thiện, thân không làm điều ác. 3. Đầy đủ luật nghi thiện, miệng không hành ác. 4. Gồm đủ luật nghi thiện, ý không hành ác. 5. Lo sợ cho đời khác nên dốc sức trừ những thứ ác. 6. Nói những lời đúng như lý, xa lìa những lời phi lý. 7. Giảng nói những lời chánh pháp, xa lìa những lời phi pháp. 8. Xa lìa nghiệp bất thiện, tu tập nghiệp thiện. 9. Thường đối với lời dạy của Như Lai, không nói điều lỗi xấu, lìa bỏ các điều, các phiền não có uế xấu độc. 10. Luôn thuận theo để giữ gìn chánh pháp của Như Lai, ngăn ngừa chế ngự tất cả những pháp bất thiện. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức có thể hành trì tất cả lời dạy của Như Lai.
Lại nữa này, thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, sẽ đạt được vẻ mặt hài, hòa ái, xa lìa mọi vẻ câu có. 10 pháp ấy là những gì? 1. Các căn thù thắng vi diệu. 2. Các căn thanh tịnh. 3. Các căn không thiếu mất. 4. Các căn không cấu uế. 5. Các căn sạch trong. 6. Lìa xa sự giận dữ. 7. Xa lìa các phiền não. 8. Xa lìa những trói buộc. 9. Xa lìa những uất kết giận hờn. 10. Xa lìa sự phẫn nộ. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy thì được vẻ mặt hòa ái, xa lìa mọi sự câu có, căng thẳng. Khi ấy, Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu về ý nghĩa nơi những điều Phật dạy, do các căn thanh tịnh nên Bồ Tát có được vẻ mặt hòa ái, do dứt trừ các phiền não nên xa lìa những câu có, căng thẳng. Phật bảo, đúng đấy, này thiện nam, do các căn thanh tịnh nên Bồ Tát có được vẻ mặt hòa ái, do dứt trừ các phiền não nên lìa được mọi sự câu có, căng thẳng. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì đạt được sự nghe nhiều, hiểu rộng. 10 pháp ấy là những gì? 1. Biết đúng như thật là trong cõi sinh tử, lửa tham cháy rực. 2. Biết đúng như thật là lửa sân lừng mạnh. 3. Biết rõ đúng như thật là lửa ngu si làm tối tâm rối loạn. 4. Biết rõ đúng như thật các pháp hữu vi đều là vô thường. 5. Hiểu rõ đúng như thật các hành là khổ. 6. Hiểu rõ đúng như thật thế gian thảy đều là không. 7. Hiểu rõ đúng như thật các pháp là vô ngã. 8. Có thể lìa bỏ mọi hỷ luận trong thế gian. 9. Hiểu rõ đúng như thật các pháp đều từ duyên sinh. 10. Hiểu rõ đúng như thật niết bàn là vắng lặng. Những giáo pháp trọng yếu này do văn tư tu mà thành trí tuệ, rồi mới có thể chứng ngộ, không thể chỉ dùng ngôn ngữ, âm thanh mà có thể chứng đắc được. Bồ Tát biết như thế rồi, liền khởi tâm thương xót vững chắc, khởi hạnh tinh tấn vì các hữu tình, tạo nên những lợi ích. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức đạt bậc nghe nhiều hiểu rộng. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể thu nhận được chánh pháp. 10 pháp ấy là những gì? 1. Về sau này, sau 500 năm cách Phật Niết Bàn, vào lúc chánh pháp chuyển biến, giảm mất, các hữu tình ở trong giáo pháp của Phật lập nên tà đạo, ngọn đèn trí tuệ khuất mất. Đúng vào lúc ấy, Bồ Tát có thể giảng nói kinh điển rộng lớn của Như Lai đã truyền dạy, tạo nên lợi ích lớn, đầy đủ uy đức lớn, như mẹ của các pháp, có thể thọ trì, đọc tụng, cung kính, phụng sự, tức là có thể thâu nhận chánh pháp. 2. Vì người khác mà giảng nói, khiến người nghe lãnh hội, khai mở, hiểu biết ý nghĩa. 3. Đối với những người tu hành theo chánh pháp, thì yêu thích, tin tưởng, tôn trọng, hoan hỷ, vì họ mà thu nhận. 4. Vì người khác mà giảng nói chánh pháp, không hề có mong cầu. 5. Đối với vị thầy thuyết pháp, phát khởi nghĩ tưởng về bậc tôn sư. 6. Đối với chánh pháp luôn nghĩ tưởng như vị cam lồ. 7. Luôn nghĩ tưởng như là thánh dược. 8. Nghĩ tưởng như vị thuốc hay. 9. Vì cầu chánh pháp nên không tiếc thân mạng. 10. Cầu được pháp rồi thì tu hành viên mãn. Này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức có thể thâu nhận được chánh pháp. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì sẽ là vương tử của chánh pháp. 10 pháp ấy là những gì? 1. Đầy đủ các tướng trang nghiêm. 2. Thân đạt được các vẻ đẹp. 3. Các tướng tốt đầy đủ các căn trọn vẹn hoàn chỉnh. 4. Đối với nơi chốn chư Phật Như Lai gần gũi thì thuận theo mà gần gũi. 5. Đối với những nơi chốn Phật Như Lai hành trì chánh đạo thì thuận theo đó mà hành trì. 6. Đối với pháp được Phật Như Lai chứng ngộ thì thuận theo đó mà giác ngộ. 7. Cứu độ tất cả những chúng sinh khổ não trong thế gian. 8. Khéo có thể tu học tất cả hạnh của bậc thánh. 9. Khéo có thể tu tập thành tựu các phạm hạnh. 10. Khéo ăn trụ nơi thành nhất thiết trí là chỗ ngủ của Như Lai. Này thiện nam,
Bồ Tát nếu tu tập mười pháp ấy sẽ là bậc vương tử của chánh pháp. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập mười pháp sau đây thì có thể vượt lên hơn các thiên chủ đế thích, phạm vương, hộ thế. Mười pháp ấy là những gì? Một, đối với quả vị giác ngộ của Phật, đa không thoái chuyển. Hai, không bị các ma làm cho lay động. Ba, không xa lìa tất cả pháp Phật. Bốn, thuận theo để có thể hiểu rõ, hội nhập nơi chánh lý của các pháp. Năm, thông đạt được các pháp bình đẳng. Sáu, không tin tưởng nơi kẻ khác. Bảy, đối với pháp Phật, khéo đạt được trí tuệ giác ngộ. Tám, không cùng chung ngang bằng với tất cả hàng thanh văn chuyên giác. 9. Vượt qua khỏi tất cả thế gian. 10. Chứng đắc được pháp nhẫn vô sinh. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy, tức có thể vượt hơn hẳn các vị trời đế thích, phạm vương hộ thế. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức có thể nhận biết ý thích của các hữu tình về những phiền não. 10 pháp ấy là những gì? 1. Biết rõ đúng như thật tất cả hữu tình, ý thích về tham dục. 2. Hiểu biết rõ ý thích về giận dữ. 3. Biết rõ ý thích về sự si mê. 4. Biết rõ ý thích về thượng phẩm. 5. Biết rõ ý thích về trung phẩm. 6. Biết rõ ý thích hạ phẩm. 7. Biết rõ ý thích về các điều thiện. 8. Biết rõ ý thích về sự bền vững. 9. Biết rõ thường khởi các phiền não. 10. Biết rõ những phiền não xấu ác. Những pháp như thế đối với một hữu tình đã biết rõ đúng như thật, cho đến cùng tận các giới hữu tình khác cũng đều rõ biết như thế. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy thì có thể nhận biết ý thích của hữu tình với các phiền não. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức khéo nhận biết pháp làm thành tục các hữu tình. Mười pháp ấy là những gì? Một, người nên dùng sắc tướng của chư Phật để điều phục, liền hiện sắc tướng của chư Phật. Hai, người nên dùng sắc tướng của Bồ Tát để điều phục, liền hiện tướng Bồ Tát. Ba, người nên dùng sắc tướng của duyên giác để điều phục, liền hiện sắc tướng của hàng duyên giác. Bốn, người nên dùng sắc tướng của hàng thanh văn để điều phục, liền hiện tướng của hàng thanh văn. Năm, người nên dùng sắc tướng của đế thích để điều phục, liền hiện tướng đế thích. 6. Người nên dùng sắc tướng của ma vương để điều phục, liền hiện sắc tướng của ma vương. 7. Người nên dùng sắc tướng của phạm vương để điều phục, liền hiện sắc tướng của phạm vương. 8. Người nên dùng sắc tướng của bà la môn để điều phục, liền hiện sắc tướng của hàng bà la môn. 9. Người nên dùng sắc tướng của hàng sắc đế lợi để điều phục, liền hiện tướng của hàng sắc đế lợi. 10. Người nên dùng sắc tướng của hàng trưởng giả để điều phục, liên hiện tướng của hàng trưởng giả. Này Thiện Nam, các loài hữu tình nên dùng vô số những sắc tướng như thế để điều phục, giáo hóa. Bồ Tát liền có thể tùy theo chỗ ứng hợp mà hiện những hình tướng khác nhau. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp như thế, tức khéo nhận biết pháp làm thành tục các hữu tình. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây, tức đạt được sự an trụ nơi niềm vui thù tánh. 10 pháp ấy là những gì? 1. Ngay thẳng. 2. Hòa nhã, mềm dịu. 3. Không có tâm vô định quanh co. 4. Không có tâm giận dữ. 5. Không có tâm câu uế. 6. Đầy đủ tâm thanh tịnh. 7. Không nói lời hung tợn. 8. Dứt bỏ những lời nói nhơ bẩn độc ác. 9. Thường hành nhẫn nhục. 10. Gồm đủ sự yêu thích tốt đẹp. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp ấy thì đạt được sự an trụ nơi niềm vui thù thắng. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu tập 10 pháp sau đây thì an trụ nơi sự an lạc. 10 pháp ấy là những gì? 1. Đầy đủ chánh kiến. 2. Nhận biết đầy đủ về hành giới thanh tịnh trọn vẹn. 3. Oai nghi phép tắc thanh tịnh. 4. Thuận theo cảnh giới tu hành. 5. Không trụ nơi các phiền não tạp loạn. 6. Không còn lỗi lầm. 7. Tu tập đầy đủ các phạm hạnh. 8. Đạt được đồng phạm hạnh. 9. Trụ nơi đạo nhất thừa. 10.
không tôn thờ các bậc thầy khác. Này Thiện Nam, Bồ Tát tu tập được 10 pháp như thế, tức được trụ nơi an lạc. Kinh Trường Ca Chướng, Bồ Tát Sở Văn, quyển 19. Bữa sau con sẽ đọc tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.